Chào mừng bạn quay trở lại với Top Sao Hàng. Và ngày hôm nay sẽ có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Vào sáng ngày 20 tháng 5, phía công ty quản lý Sony Music cho biết Lisa Film hủy lịch ghi hình cho chương trình Music Bank của đài KBS 2 chiều nay và sự kiện gặp gỡ người hâm mộ vào tối cùng ngày. Công ty này cũng thông báo sẽ đưa ra tuyên bố chính thức về cáo buộc chống lại thành viên của nhóm sau khi xem xét hồ sơ liên quan. Trước đó, thì một tài liệu lan truyền trên mạng cho rằng thành viên Kim Karam có liên quan đến hành vi bạo lực học đường và đã bị kết tội hồi năm 2018. Phía công ty chủ quản của nhóm là Lee Seraphim cũng bị chỉ trích vì hành động lên tiếng bênh vực ca sĩ của mình, gián tiếp khiến cho nạn nhân chịu thêm công kích từ cư dân mạng. Công ty luật đại diện cho nạn nhân yêu cầu phía công ty chủ quản nhóm Lee Seraphim xin lỗi, sửa đổi tuyên bố bênh vực Kim Karam và công bố sự thật. Đơn vị này cũng cảnh báo sẽ công bố rộng rãi toàn bộ thông tin liên quan đến vụ việc, trong đó có tin nhắn của thành viên Kim Karam gửi cho nạn nhân, nếu phía Lee Seraphim không đáp ứng các yêu cầu của nguyên đơn. Ngoài ra, thì chiến thắng trên Music Bank tuần qua của Lee Seraphim khiến nhiều fan Hàn cảm thấy không phục. Mới đây, thì Dispatch cũng đã vào cuộc tố nhà đài gian lận. Vào ngày 13 tháng 5, If We Ever Meet Again của Lim Young Jun và Fearless của Lee Seraphim tranh hạng nhất trên show nhạc hàng tuần Music Bank. Lim Young Jun dẫn trước Lee Seraphim về điểm nhạc số với 1.148 điểm và điểm album vật lý là 5.885 điểm. Thế nhưng anh chàng lại để tuột cúp vào tay nhóm nữ tân binh nhà SYBE khi nhận về không điểm phát sóng. Video này, một cuộc tranh cãi đã nổ ra trên mạng xã hội Hàn Quốc về không điểm phát sóng của Lim Young Jun. Do sự phản đối của fan Hàn ngày càng lên cao, phía nhà đài đã phải đưa ra giải thích rằng trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 5 năm 2022 đến ngày 8 tháng 5 năm 2022, bài hát If We Ever Meet Again của Lim Young Jun không được phát sóng trên đài KBS, radio và các nội dung kỹ thuật số, những công cụ để tính điểm nên nhận được không điểm phát sóng. Ngay sau đó, thì Dispatch đã vào cuộc và điều tra danh sách lựa chọn bài hát trên trang chủ của 112 chương trình radio do KBS phát sóng từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 8 tháng 5. Theo đó, ca khúc mới của Lim Young Jun được phát sóng vào ngày 4 tháng 5 trên radio X19 và Lim Patreon Best Music. Vào ngày 7 tháng 5, nó cũng được phát trên radio With Kim Hye-young. Vậy là từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 8 tháng 5, ca khúc If We Ever Meet Again đã được phát ít nhất 3 lần trên đài radio FM. Tuy nhiên, Lim Young Jun lại không nhận được bất kỳ điểm số nào. Điều này tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về cách tính điểm mập mờ của Music Bank. Ngoài ra, thì đài KBS cũng cho biết với Dispatch rằng chúng tôi không thể công khai tiêu chí phản ánh điểm phát sóng, nếu không các công ty âm nhạc có thể lạm dụng điều đó. Nhưng dù đã giải thích các tiêu chí nhưng Music Bank vẫn phải tiếp tục đối diện với làn sóng chỉ trích, hàng loạt kiến nghị yêu cầu phía nhà đài phải đưa ra giải thích bổ sung. Không chỉ Dispatch, nhiều trang tin tức khác cũng chỉ ra lời giải thích If We Ever Meet Again nhận được 0% phản hồi trong cuộc khảo sát bài hát yêu thích do Viện Nghiên cứu Truyền thông Công cộng KBS thực hiện trên 17.609 người là có vấn đề. Lý do là vì khoảng thời gian tổng hợp của bảng xếp hạng, cả If We Ever Meet Again của Lim Young Jun dẫn Fearless của Lee Seraphim đều không hề có tên trong danh sách khảo sát vì phát hành album vào cùng ngày 2 tháng 5. Thế nhưng trong giải thích lại không nhắc đến chiến thắng của nhóm nhạc nữ nhà SYBE. Nghi vấn Music Bank khai gian điểm số vẫn tiếp tục bùng nổ trong cộng đồng fan Hàn Quốc. Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Top Sao Hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin mời bạn để lại ở bên dưới phần bình luận của video này để chúng mình có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.